Hello anh chị, em Quang kính chào tất cả quý anh chị và các bạn đang theo dõi clip của em. Hôm nay em Quang lại về được một con Ford Everest sản xuất 2019 nha quý anh chị. Con này là bản hai cầu mẫu mới rồi nha quý anh chị nhé. 2019 nó sẽ có hai mẫu, là ở mẫu cũ thì sẽ là đèn tròn nha quý anh chị, còn ở đây là đèn vuông rồi nha quý anh chị nhé. Ở tại hãng thì mình muốn thay đổi đèn tròn qua đèn vuông thì mình tốn khoảng 30 triệu tiền cái đèn nha quý anh chị. Con này ở bản hai cầu 2019 thì em Quang cũng đã từng bán rất là nhiều Ford Everest rồi. Thì con này thì em xin giới thiệu sơ qua cho quý anh chị xem thêm một lần nữa nhé. Con này thì hôm bữa em chưa có quay, xe nó có nói chung là đi cũng có chạy xước nhiều. Em quay cũng đã có dặm tút trời lại rồi nha quý anh chị. Hôm nay dọn xong thì em sẽ lên clip cho quý anh chị xem. Thì con này đi 7 vàng rồi nha quý anh chị. Giá thì hiện tại giờ rất là mềm luôn. Everest 2 cầu 2019 rất là nhiều đồ chơi, rất là nhiều công nghệ mà giá rất là mềm nhé. Bây giờ chỉ có hơn 900 một xíu thôi. Giá chỉ có 901 thôi nha quý anh chị. Xe rất là đẹp luôn nè, coi quý anh chị xem. Nội thất thì nội thất ngoại thất em dọn sạch sẽ hết rồi nha quý anh chị. Còn mấy cái lốp thì nó hơi xấu thì em sẽ cho thay lại mấy cái lốp bị xấu rồi nha quý anh chị. Tại xe em đi 7 vạn rồi. Lốp thì lốp zin đang là lốp zin theo xe, 4 lốp zin theo xe luôn nha quý anh chị. Hiện tại là đang 4 lốp zin thì nói chung đi 7 vạn lốp thì nó cũng không còn gì cả. Thì em sẽ cho thay lại quả lốp khác nha quý anh chị nhé. Lốp hiện tại là lốp Goodyear zin theo xe. Đây quý anh chị. Đây nhá. Hôm bữa em có xem hình nhớ là không như cái này khó quá, bỏ qua đi. Cái này đằng nào lốp em cũng thay cho quý anh chị rồi, nhưng mà khó em vẫn khó. Bây giờ trong clip mình ngắn không chỉ được vài phút thôi, em xin để dành thời gian đó mình giới thiệu qua những phần khác nha quý anh chị nhé. Thì Everest 2 cầu 2019 ở phía trước xe này nó sẽ có một cái radar phanh khẩn cấp nha quý anh chị. Ở đây nó sẽ có một cái radar ở dưới biển số này, sử dụng phanh khẩn cấp và adaptive control để sử dụng hệ thống bám đuôi và cảnh báo lịch làng nha quý anh chị. Ở bên hông này có thêm một cái cảm biến lùi chuồng này. Cảm biến hông này để dành cho xe tự động lùi chuồng quý anh chị nhé. Mâm thì mâm phay hai màu, kích thước là 20 inch. Xe thì gương là gương gập điện, lồng gương chính điện có tích hợp xi nhan báo rẽ và cảnh báo đi mù. Thiếu một cái cam 360 thôi. Thêm cái cam 360 thì càng tốt quý anh chị. Cửa thì được tấp ly á, thì là da pha với lại nhựa nha quý anh chị nhé, không có gì đặc biệt đặc sắc lắm. Có thêm cái miếng nhựa carbon đây, nhìn cái thanh trắng xe nó sẽ chắc chắn hơn quý anh chị ạ. Ghế xe là ghế da chính điện, hai ghế ghế tài và ghế phụ là ghế chính điện quý anh chị nhé, và có cả thêm một cái hai hàng ghế thứ ba cũng là chính điện gặp điện luôn nha quý anh chị. Con này thì đi 7 vạn km nha quý chị. Đây đi xe đi 70.000 km chuẩn luôn. Ở bản hai cầu thì có thêm cửa sổ trời toàn cảnh panorama này. Đấy. Ở bản hai cầu có thêm cửa sổ trời toàn cảnh panorama rồi phanh khẩn cấp, hệ thống bám đuôi. Con này thời điểm 2019 mua còn gần 1.6 tỷ gần nha quý chị. Bây giờ thì còn chỉ còn có 901 thôi. Cách đây vài tháng em Quang cũng bán hơn 1 tỷ gần 1 tỷ mốt, bây giờ chỉ còn có 910 triệu thôi quý chị ạ. Xe rất là chắc nhá, đi đầm chắc, thoải mái, tiết kiệm nhiên liệu, nó máy 2.0 biturbo nha quý anh chị. Đi khoảng 7 lít cho 100 km đường trường thôi, còn nếu mà đi trong phố thì xét nặng nó sẽ hơi hao hơn một xíu, khoảng 9 đến 10 lít nhá. Mấy lít dầu nha quý anh chị, dầu nha, chứ không phải là xăng, cho nên mình cũng tiết kiệm được phần nào. Loa của xe thì cũng loa thường thôi nhưng mà nghe rất là hay nha quý anh chị. Loa xe Everest em đã từng test rất là nhiều xe rồi. Thì ở trong clip này em cũng xin phép không test loa nữa nhé, tại vì cũng thời gian cũng hạn hẹp quá anh chị. Đây còn mấy anh em đang đợi mà chụp hình rồi quay xe nữa. Đây quý anh chị xem nội thất này, đời 2019 đi 7 vạn nhưng mà rất nội thất rất là đẹp nha quý anh chị, không hề mà rách da hay là nhăn hay là chỗ nào rách hết nha quý anh chị nhé. Xe em cam kết cho quý anh chị xe không đâm đụng, không ngập nước, không gầm hộp số, máy móc là nguyên zin, bảo hành cho quý anh chị 6 tháng 10.000 cây. Tặng quý anh chị thay nhớt lần đầu nè, bao rút vào sâu gốc nè, bao quý anh chị phí công chứng luôn nhé. Rồi hỗ trợ vay ngân hàng, thời hạn vay là 7 năm nha quý anh chị. À sorry, 2019 thì chỉ vay được 6 năm thôi quý anh chị ạ. 6 năm với mức vay là 70% định giá ngân hàng nhé, 70% định giá ngân hàng. Con này quý anh chị trả trước khoảng 350 là nhận được xe rồi. Cốp xe là cốp chính điện này, có tích hợp đá cốp này. Ở phía sau có thêm một cái cảnh báo phương tiện cắt ngang và phanh phương tiện khi mà nó gần va chạm, khi mình ve gần va chạm thì xe cũng tự động phanh lại luôn nha quý anh chị.
Con này xét là 2 tấn, gần 2 tấn 4, xe rất là đầm, rất là chắc luôn. Và quý chị nào đã tham khảo dòng Ford rồi, quý anh chị biết Ford rất là cứng, đi mình ăn rất là an tâm khi mình đi đường trường hay mình đi đường cao tốc nha quý anh chị. Xe đầm chắc và hệ thống cân bằng điện tử cũng rất là ok, khá là ok. Xe nói chung chỉ có vậy thôi, thì em cũng giới thiệu sơ cho qua quý anh chị. Thì hôm bữa ở đây nè, ở đây chỗ này nó có vết chày chỗ này nha quý anh chị, nó có một vết chày lớn ở đây thì em đã cho dặm lại rồi. Và cái này cũng bị đá văng lên nha quý anh chị, cái miếng ốp đèn này bị đá văng lên, nó bị lủng một lỗ ở đây thì cũng đã cho thay lại luôn rồi nha quý anh chị nhé. Thì xe đã đi tầm 4 năm rồi quý anh chị, cũng không có tránh khỏi được mà xe mở va quẹt chày xước. Thì giá thành nó cũng mềm mà 900 mấy thôi. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi clip của em nhé. Hẹn gặp lại quý anh chị ở clip tiếp theo. Quý anh chị đang tìm kiếm xe gì hay là đang tham khảo dòng xe nào mà mình chưa biết lựa chọn, đang phân vân dòng nào đấy, quý anh chị cứ alo cho em Quang sẽ hỗ trợ mình tư vấn để chọn một con xe tốt nhất để sử dụng phục vụ gia đình hoặc là dịch vụ hay là bất kỳ ở lĩnh vực nào nha quý anh chị nhé. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi hết clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở clip tiếp theo ạ.